bảo có sức khỏe tốt. Chúng ta nhất định phải sử dụng sản phẩm xương khớp Zoylep. Vậy Zoylep là gì? Có thực sự tốt không? Zoylep giá bao nhiêu tiền một hộp? Mua bán ở đâu? Chính hãng, thành phần, công dụng và cách sử dụng như thế nào? Hãy tham khảo video sau đây để có những thông tin chính xác nhất về sản phẩm cũng như đặt mua Zoylep chính hãng cách dễ dàng và nhanh chóng nhất. Viêm khớp là thuật ngữ được sử dụng để mô tả khoảng 200 tình trạng ảnh hưởng tiêu cực đến khớp. Những mô bao quanh khớp cùng các mô liên kết khác. Viêm khớp là một tình trạng thấp khớp. Viêm khớp là tình trạng khớp xương bị viêm nhiễm, xảy ra tình trạng đau nhức, sưng tấy kéo dài. Dạng viêm khớp thường gặp nhất là viêm xương khớp. Các tình trạng của khớp khác phổ biến có liên quan đến viêm khớp bao gồm bệnh gút, đau sơ cơ hóa và viêm khớp dạng thấp. Tình trạng viêm khớp có liên quan đến đau cứng, sưng trong và xung quanh một hoặc nhiều khớp. Các triệu chứng có thể xảy ra và phát triển từ từ hoặc đột ngột. Một số loại viêm khớp còn có thể ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch và các cơ quan nội tạng khác nhau của cơ thể. Viêm khớp xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng chủ yếu tập trung ở người lớn tuổi vì cấu tạo của khớp có nhiều thay đổi, các tế bào của khớp thoái hóa nên kém linh động. Biến chứng nguy hiểm của bệnh viêm khớp tất yếu sẽ xảy ra nếu không được điều trị kịp thời. Biến chứng viêm khớp có thể bao gồm mất chức năng vận động thông thường trong thời gian đầu mắc bệnh. Nếu không có cách điều trị kịp thời, người bệnh rất dễ bị những biến chứng nguy hiểm sau này, trong đó bao gồm cả việc giảm hoặc có thể mất đi chức năng vận động thông thường như cầm nắm và khiến họ mất đi khả năng lao động, teo cơ, biến dạng khớp hoặc tàn phế. Các biến chứng nghiêm trọng hơn như teo cơ, biến dạng khớp, dính khớp, thậm chí tàn phế có nguy cơ xảy ra ở giai đoạn muộn của bệnh. Trong 5 năm đầu, có tới 44% người bệnh mất chức năng vận động bình thường. Sau 10 năm bị bệnh, có khoảng 10-15% số người bệnh bị tàn phế, không thể tự sinh hoạt bình thường. Các bệnh về tim mạch ngoài dạng viêm khớp gây biến chứng tại khớp còn có dạng viêm khớp gây biến chứng tại các cơ quan khác như thấp khớp cấp gây tổn thương tai tim, đặc biệt là van tim, và đây là nguyên nhân gây bệnh tim mạch và có thể gây tử vong khi lớn tuổi, tăng nguy cơ mắc bệnh phổi. Những bệnh nhân bị viêm khớp không được điều trị kịp thời rất dễ bị mắc phải các bệnh phổi mãn tính như tăng áp phổi, sơ mô kẽ phổi, gây khó thụ thai. Tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh viêm khớp cao gấp 2-3 lần nam giới, trong đó 25% phụ nữ bị viêm khớp gặp khó khăn trong việc thụ thai. Những sản phụ bị viêm khớp cũng có nguy cơ sinh non cao hơn bình thường. Zoylep là sản phẩm chuyên được dùng để điều trị xương khớp thoái hóa, sụn thấp khớp, đau lưng mỏi gối, viêm quanh động mạch vai và các khuỷu tay, dây thần kinh tọa. Sản phẩm hiện được xem là giải pháp tối ưu tăng cường sự hoạt động của xương khớp, đảm bảo sức khỏe tốt và dẻo dai hơn. Zoylep được nghiên cứu và sản xuất theo quy trình khép kín dưới sự hỗ trợ của hệ thống máy móc hiện đại. Sản phẩm là sự kết hợp từ nhiều những nguồn thảo dược từ thiên nhiên với các hợp chất đặc biệt để điều trị xương khớp, đảm bảo đem đến hiệu quả cao cho người sử dụng. Rất nhiều khách hàng sử dụng Zoylep đều thắc mắc sản phẩm có tốt hay không, có hiệu quả như thế nào. Thực tế, Zoylep đã được nghiên cứu và chứng minh về độ an toàn cao, đảm bảo đem đến những hiệu quả vượt trội khi sử dụng nhờ thành phần 100% từ thiên nhiên. Zoylep đem đến hiệu quả tốt trong việc sử dụng, cam kết không có bất cứ tác dụng phụ và ảnh hưởng nào đến sức khỏe người dùng. Theo thống kê, hơn 90% những người sử dụng hết triệu chứng đau nhức xương khớp, hơn 80% số người nhận thấy việc vận động trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn so với trước khi sử dụng thuốc. Đặc biệt, Zoylep đã được các chuyên gia hàng đầu đánh giá cao là sản phẩm an toàn, tiện lợi cho người sử dụng. Sở dĩ Zoylep có nhiều những công dụng quan trọng cho sức khỏe là nhờ những thành phần thảo dược từ thiên nhiên. Mỗi nguyên liệu của Zoylep đều có nguồn gốc tự nhiên với nhiều những ưu điểm vượt trội. Glucosamine, đây là một trong những thành phần quan trọng hỗ trợ liên hình thành mô liên kết và mô sụn, collagen và hoạt chất dịch khớp, sự hình thành lượng lớn các dịch hoạt khớp giúp cho cơ xương vận động linh hoạt hơn, tránh tình trạng tê cứng. Việc tăng cường bổ sung glucosamine chính là liệu pháp chữa nhanh tình trạng đau nhức xương khớp xuất hiện. Chondroitin sulfate nhờ công dụng ức chế các enzyme hủy hoại sụn khớp, từ đó bảo vệ hệ xương nhanh chóng và hiệu quả. Bên cạnh đó, chondroitin sulfate còn có tác dụng bôi trơn xương khớp, giúp việc di chuyển nhanh chóng và dễ dàng hơn. Đặc biệt, theo nhiều nghiên cứu, thành phần này còn giảm đau, đảm bảo tính nguyên vẹn của các tế bào, tăng cường liên kết protein, dây đau xương. Đây là loại thuốc nam quý vì trong thành phần của nó có chứa nhiều những hợp chất như alkaloid, glucoside, phenolic, tinosinen. Theo y học cổ truyền, dây đau xương có vị đắng tính mát, đem đến tác dụng điều trị chứng tê thấp, đau xương, đau mỏi lưng gối, thoái hóa xương khớp, tăng ký sinh, có tác dụng rất tốt cho hệ xương khớp. Nhờ thành phần này sẽ hỗ trợ tăng sức mạnh của cơ xương, điều hòa huyết áp, an thai và chữa thấp khớp hiệu quả. Độc hoạt nhờ thành phần có gồm colombiantan, angeloid, angelicon, ampuberson nên đem đến tác dụng giảm đau, an thần và chống viêm cực tốt, từ đó
thúc đẩy quá trình làm lành các vết thương, thường dùng để trị các chứng bệnh như đau lưng mỏi gối, phòng phong, có công dụng giảm đau, kháng khuẩn, điều hòa nhiệt độ và điều trị các bệnh hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, đau nhức xương khớp. Nhờ đó mà được sử dụng để là thành phần của Zoylep Niu Tất. Nhờ thành phần chứa nhiều axit amin cho cơ thể nên nhanh chóng đẩy lùi quá trình tổng hợp protein, điều hòa đường huyết, lợi tiểu. Hơn hết, nó còn hỗ trợ lưu thông tuần hoàn máu, khỏe cơ gân, điều hòa kinh nguyệt, đỗ trọng, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, giảm nhanh thời gian chảy máu, lợi tiểu và giảm đau hiệu quả. Bên cạnh đó, nó còn chống co giật, kháng viêm, điều hòa nồng độ cholesterol trong máu, điều hòa huyết áp. Đường quy thành phần này hỗ trợ hệ tiêu hóa cực tốt, đảm bảo xương khớp chắc khỏe, ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa sớm, xuyên khung. Nhờ có nguyên liệu này, đau nhức xương khớp được cải thiện nhanh, giúp điều hòa kinh nguyệt và trị tai biến mạch máu não. Sản phẩm Zoylep được lựa chọn và sử dụng cho những trường hợp như tuổi già bị đau nhức xương khớp, cảm giác khó chịu, người mắc các triệu chứng về khô khớp, thoái vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống cột, trường hợp đau ở hai đầu xương do khô dịch dẫn đến sưng tấy và nhức mỏi, người ngồi quá nhiều dẫn đến tình trạng đau nhức xương khớp và vai gáy, người già có nguy cơ mắc bệnh về xương khớp và thoái hóa cột sống. Zoylep được đánh giá là một trong những lựa chọn tuyệt vời, đem đến nhiều công dụng vượt trội, làm giảm tình trạng đau nhức xương khớp do bị thoái hóa sụn khớp, khô sụn khớp, tái tạo các tế bào sụn khớp, hỗ trợ phục hồi dấu hiệu khô sụn khớp, tăng tiết dịch tại khớp để hỗ trợ việc di chuyển dễ dàng hơn, hỗ trợ phòng chống các bệnh viêm nhiễm khớp mãn tính, khớp cấp tính, tránh tình trạng bị tê cứng ở những trường hợp gây đau nhức khó chịu, hỗ trợ giảm nhanh tình trạng, tăng cơ trương lực, cung cấp thêm nhiều dưỡng chất cần thiết để kích thích tái tạo sụn khớp, đảm bảo xương chắc khỏe, giúp hoạt huyết, lưu thông máu, tránh tình trạng ứ trệ, hạn chế những tình trạng phát bệnh sau khi điều trị. Zoylep hiện được bào chế dưới dạng viên nang, sử dụng loại viên uống thông thường, do đó, để tăng cường sự dẻo dai và ngăn ngừa dấu hiệu đau nhức xương khớp, chữa nhanh những căn bệnh thoái hóa khớp, chúng ta cần sử dụng tuân thủ liều lượng từ nhà sản xuất, mỗi ngày nên uống 2 lần. Mỗi lần một viên, tốt nhất nên sử dụng sản phẩm thống nhất vào một thời điểm trong ngày để tăng cường hiệu quả cao nhất đến người dùng, với chất lượng vượt trội và nhiều những công dụng hiệu quả cho sức khỏe. Zoylep hiện đang được bán với mức giá 1.180.000 đồng, hộp 30 viên. Hiện nay, Zoylep đang ưu đãi lớn. Zoylep chỉ còn lại 590.000 đồng, hộp. Quý khách hàng có thể nhanh chóng đặt mua để nhận được ưu đãi hấp dẫn. Đăng ký ngay ở link phần mô tả hoặc comment video. Hiện sản phẩm Zoylep có nhiều những địa điểm khác nhau trên thị trường, tuy nhiên muốn mua Zoylep chất lượng với mức giá ưu đãi, chúng ta nhất định phải tìm kiếm những địa chỉ uy tín. Zoylep nên mua trực tiếp tại website nhà sản xuất, bởi như vậy sẽ giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm tốt với mức giá phải chăng. Bên cạnh đó, các nhân viên sẽ tận tình tư vấn, hướng dẫn cách sử dụng đúng nhất để mỗi người sử dụng Zoylep hiệu quả nhất. Đau nhức xương khớp là nỗi ám ảnh lớn của nhiều người, đặc biệt là với những người lớn tuổi. Nếu không nhanh chóng tìm ra phương pháp chữa trị kịp thời, căn bệnh này sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và dẫn đến việc đi lại cực kỳ khó khăn. Video này cung cấp đầy đủ những thông tin quan trọng về Zoylep là gì, Zoylep có tốt không, Zoylep hiệu quả như thế nào. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ, mọi người có thể nhanh chóng có được giải pháp chữa bệnh xương khớp hiệu quả nhất.